Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 9, sau khi đến thành Hà Dương, đám người Trương Tiểu Phàm đã tìm được nơi nghỉ chân tại một quán trọ. Cũng tại đây, hắn đã gặp được định mệnh của đời mình. Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người Trương Tiểu Phàm tâm ý mãn nguyện quay trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sẽ xuất phát đến Không Tăng Sơn. Đây là đêm đầu tiên mà Trương Tiểu Phàm rời xa Thanh Vân Sơn trong suốt 5 năm qua. Không biết sao cứ trằn trọc ngủ không yên. Mãi cho đến nửa đêm, hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì lại gặp ác mộng khiến bản thân thức dậy trong tình trạng cả người ướt đẫm mồ hôi. Ra ngoài đi dạo, hắn bắt gặp cô gái váy xanh lúc sáng. Tại đây, cả hai tranh luận chuyện một bông hoa tựa hồ vô cùng vui vẻ. Sau khi Tiểu Phàm rời đi, trên con đường nhỏ điểm trắng hoa lê, Bích Giao đứng đó, trước mặt nàng là một nữ nhân che kín mặt. Đây chính là Uzi của nàng, nhắc nhở Bích Giao điều gì đó. Sau khi cài một đóa hoa lê lên mái tóc của nàng, nữ nhân kia cũng rời đi. Ngày hôm sau, bốn người Thanh Vân Môn thức dậy từ rất sớm, tất cả ngự kiếm phi hành đến Không Tăng Sơn. Được mọi người chỉ điểm, giờ đây Tiểu Phàm đã phi hành bằng thiêu hỏa côn một cách thành thục. Sau khi đến nơi, Thầy Thảo đã dùng lục hợp kính bao quanh tất cả bởi kết giới. Nhưng mà đúng lúc này, sâu đen không biết từ đâu xuất hiện, bay loạn xạ tấn công cả đám. Mãi cho đến khi những tia sáng mặt trời đầu tiên ửng lên ở phía chân trời, lũ rơi ở đó đột nhiên vỗ cánh bay lên, bay quay trở lại chỗ hôm qua chúng đã bay ra. Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa đầy một khắc, lũ rơi đông vô số ấy đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp tục đi về phía trước, cả đám thấy có rất nhiều người cũng đến đây, tất cả đều là đệ tử kiệt xuất của các tông môn. Tại đây, 8 đệ tử ưu tú nhất của Tam Đại Môn phái chính đạo ngồi quay lại bàn bạc cách đối phó với đám rơi kia. Trương Tử Phàm nghe bọn pháp tướng nói chuyện mới biết, đàn rơi trong vạn bức cổ quật của Không Tăng Sơn là dị chủng do ma giáo xưa kia nuôi chữ để làm trợ lực, hung dữ tàn độc, tính ưa hút máu. Có điều, đàn rơi này dường như e sợ ánh mặt trời, vì vậy chỉ hoạt động về đêm, ban ngày chúng động nghỉ trong vạn bức cổ quật. Hôm sau, ánh chiêu dương vừa hé, 8 người đã lên đến Không Tăng Sơn, chỉ thấy cảnh tượng hoang vu, sa thạch đầy mặt đất, ngọn núi lớn là vậy mà đến tiếng chim hót bình thường cũng chẳng nghe thấy. Bọn pháp tướng đến đây đã được một vài ngày để đã tìm thấy vị trí của vạn bức cổ quật. Mọi người theo nhau đi, xe ra thận trọng, cuối cùng cũng đến được cửa hang. Còn cách cửa hang chừng 5-6 trượng, mọi người đã cảm thấy từng đợt âm phong từ phía trong lùa ra, thốc qua mặt, lạnh thấu xương, cùng lúc loáng thoáng vẳng lên tiếng xào xạc, châm châm như tiếng quỷ khóc, làm đầu óc người ta rối loạn. Đây là một hang động to lớn, đỉnh vòng cách mặt nền rất xa, dưới làm bạch quang chiếu rọi từ hàn băng tiên kiếm. Ai nấy đều nhìn thấy trên cao, chỉ chiếc sơ đen lủng lẳng trông ngược, hầu như không lộ ra một phiến nham thạch nào. Luân hồi châu và lục hợp kính tỏa sáng rạng ngời để dẫn đường. Chớp mắt mọi người, phần hang động phía trước đột nhiên tách ra hai hướng, u thâm thâm, một bầu tối đen không biết là dẫn đến đâu, phảng phất như có yêu ma mở miệng chờ đợi. Nhưng giữa đường, ngay giữa hai hướng đi, sừng sững một tấm bia cao bằng 6 người, trên đó khắc 4 chữ đỏ như máu: Thiên đạo ở đây. 800 năm trước, ma giáo đích thực tại hang động này đã để lại một khối bia đá, lúc đó bị chính đạo tinh nhâm một kiếm chém vỡ. Thiết nghĩ đây chính là khối bia đó, tất cả tò mò tiến lại gần quan sát. Đúng lúc này, dường như bóng tối vĩnh hằng bao phủ bốn bề, trời khắp chung quanh nghe có tiếng như ma kêu quỷ khóc ai oán, làm điếc tai, giật mình. Chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng nhiều màu lao về phía bốn người đang đứng, đánh vào vùng ánh sáng của lục hợp kính. Sức mạnh quá lớn, thêm vào đó lục hợp kính qua một trận đã yếu đi, thể hào thân mình chấn động mạnh, lời định nói ra không nói nổi, liền vội vã chấn định tâm thần, tăng thêm lực duy trì sự bảo vệ. Từ mãi xa đằng sau, tiếng hò hét giao tranh liên hồi vẳng đến, ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên ba người của Thanh Vân Môn đang tương đấu kịch liệt với những yêu nhân khác trong vùng hắc ám. Nhưng ở chỗ Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên chìm vào một thứ tĩnh lặng quái dị. Hai đạo hào quang rực lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, dần dần hiện ra hai thân ảnh. Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, sợ thoát mình, vội vàng loại bỏ tạp niệm, ngưng thần đối địch. Giác cầu đạo nhân và nam tử cao cao nọ gió trông theo đống xương khô, rồi nhìn nhau đều đọc thấy trong mắt Tiểu Phàm nỗi kinh hoàng nghi ngại. Hấp huyết đẹp pháp tàn nhẫn nguy dị, tuy rằng ghê gớm, song cũng rất tổn hại tới bản thân. Đã luyện nó là người chẳng ra người, quỷ không thành quỷ. Bọn họ tuy thuộc ma giáo, nhưng đối với thứ công pháp thần bí này, xưa nay đều kính như viễn chi, chỉ hiểu biết một cách sơ lược. Lúc này, không khỏi hoài nghi thân phận của Trương Tiểu Phàm. Đến đây thì cũng hết tập 10 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.